Dạ vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Lucy. Ngày hôm nay thì nhà sành Lucy sẽ sale các sản phẩm áo phông cho quý chị chúng ta lựa chọn. Đồng giá các sản phẩm sẽ là 180k trên một sản phẩm bất kỳ. Và quý chị mua từ 2 sản phẩm trở lên thì giá chỉ còn là 150k trên một sản phẩm. Toàn bộ các mặt hàng sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Lucy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Lucy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, sản phẩm đầu tiên nhà sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo phông tông màu xanh tham. Em này thì sẽ có một cái phần họa tiết được in ở trước ngực áo này, chất lượng in thì rất là tốt. Và em này sẽ là một con áo chất cốt tông rất là mềm mịn, thoáng mát và độ thấm hút mồ hôi rất là ok cho quý chị. Một sản phẩm đến từ thương hiệu Wilson. Đây, chúng ta có tên thương hiệu, người ta in luôn ở bên trên ngực áo này. Nó sẽ là một cái thương hiệu của Mỹ. Và mã sản phẩm của em này sẽ là A568, chiều dài là 68, ngang là 51 và vai là 48. Size của chiếc này sẽ là size L. Quý chị chúng ta xung quanh từ khoảng là 65 đến 70kg là các bác có thể vừa vặn với em này rồi. Mà đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn. Em này thì độ mới rất là cao luôn. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo phông tông màu xanh bơ. Em này là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Brocade. Mã sản phẩm là A569, chiều dài là 66, ngang là 46 và vai là 44 này. Ngực áo thì sẽ có thiết kế là một cái túi vuông nhau. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta thường mặc size M hoặc là mình có cân nặng xung quanh từ 60 đến 65kg là có thể vừa vặn với size cái chiếc này rồi. Chất liệu của em này thì cũng là chất vải cốt tông. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo tông màu nâu. Họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ngang. Em này thì trước ngực áo cũng có cho quý chị một cái túi vuông nhỏ. Mã sản phẩm là A570, với chiều dài là 65, ngang là 50 và vai là 40. Size của sản phẩm cũng là size M này. Bác nào mà yêu thích các cái dòng sản phẩm trẻ trung một chút thì có thể lựa những con áo họa tiết kẻ ngang như này để chúng ta sử dụng. Và độ mới của sản phẩm thì cũng rất là cao, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn mã A570. Và tiếp theo mình cùng đến với một sản phẩm áo tông màu ghi. Để cho các bác chúng ta coi cận chất cận màu một chút này. Em này sẽ là một sản phẩm áo có họa tiết, một sản phẩm chính hãng của thương hiệu VIP Playboy. Mã sản phẩm là A571, với chiều dài là 62, ngang là 48 và vai là 41. Size của chiếc này cũng là size M luôn. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Và mọi thông số của sản phẩm thì nhà sành Lucy sẽ ghi lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Và các bác có thể lựa ra những cái sản phẩm mà nó vừa vặn nhất với số đo của cơ thể. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Ở đây là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Cango. Chúng ta có cái logo của nhà Cango này được thêu luôn ở bên trên tay áo, và các cái phần tên thương hiệu ở đây nó sẽ là được đính thẳng lên trên vải này. Để các bác có thể thấy là cái chất lượng của nó rất là xịn luôn, các bác không bao giờ lo nó bị bong chóc luôn. Tem mác tác mác thì đầy đủ. Mã sản phẩm là A572, chiều dài là 64, ngang là 55 và vai là 52. Size của chiếc này cũng là size M này. Và nhà sành Lucy cũng cam kết toàn bộ các mặt hàng đều là chính hãng hết, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Cái chiếc này của Cangol chất rất là đẹp luôn, chất vải dày dặn, quý chị mặc lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình. Tiếp theo này, chúng ta cùng đến với một con áo tông màu ghi. Sản phẩm này thì sẽ là một thiết kế của thương hiệu Polo Spirit. Mã sản phẩm là A573, chiều dài là 63, ngang là 50 và vai là 48. Size của chiếc này thì sẽ là size M này. Bác nào mà thích những cái dòng sản phẩm nó thiết kế đơn giản basic để mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi thì có thể là lựa ngay cái em này. Chất vải của mình là chất cốt tông. Em này thì chất vải nó có cái độ dày dặn vừa phải thôi, nó không quá dày, nên là các bác mặc cái sản phẩm này rất là mát. Và thứ hai nữa là cái độ thấm hút mồ hôi rất là tốt. Mã sản phẩm là A573. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây cũng là một thiết kế áo họa tiết kẻ ngang. Em này là một sản phẩm của VIP Playboy này. Đây, các bác có thể là coi tag mark chính hãng của thương hiệu. Mã sản phẩm là A574, chiều dài là 61, ngang là 48 và vai là 43. Size của chiếc này thì cũng là size M. Độ mới rất là cao. Toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay được tuyển chọn cũng như là xử lý rất là kỹ càng rồi, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo tông màu khá là nổi bật này. Em này sẽ là một con áo tông sáng màu với họa tiết kẻ ngang. Chiếc này là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Pico. Mã sản phẩm là A575, với chiều dài là 76 và sau là 77, ngang là 52 và vai là 48. Size của sản phẩm sẽ là size L cho quý chị từ khoảng 65 đến 70kg là các bác có thể vừa vặn với em này. Và bên trên ngực áo cũng có tên thương hiệu được thêu ở bên trên luôn, tên thương hiệu của nhà Pico này. Mã sản phẩm là A575. Mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một
con áo phông tông màu trắng. Em này thì sẽ có một cái hình in ở trước ngực áo, thiết kế rất là tối giản thôi nhưng mà trông con áo của mình nó cũng rất là đẹp, rất là trẻ trung. Mã sản phẩm là A576, chiều dài là 70, ngang là 51 và vai là 46. Chiếc này cũng là size L cho các bác chúng ta lựa chọn. Quý chị nào yêu thích những cái sản phẩm áo phông trắng thì có thể lựa ngay hôm nay một con áo độ mới cao, và chất liệu của mình sẽ là chất vải cốt tâm. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Bác nào mà yêu thích thể thao thì có thể là lựa chọn cái sản phẩm này của nhà Umbro. Em này là một sản phẩm tông màu xanh than phối hợp với cả tông màu đỏ này, một con áo thể thao rất là trẻ trung. Mã sản phẩm của mình sẽ là A577, với chiều dài là 71 và ngang là 54. Chiếc này cũng là size L. Quý chị chúng ta bình thường vẫn mặc size L này, hoặc là mình có cân nặng từ 65 đến 70kg là có thể lựa chọn em này. Chiếc này thì độ mới rất là cao, và với cái chất thể thao thì nó là những cái chất liệu không nhăn, và các bác giặt máy giặt thoải mái, không lo chất liệu bị bay bị nhão. Tiếp theo mình cùng đến với một con áo phông trắng này. Em này thì sẽ có mã là A578, chiều dài là 72, ngang là 58 và vai là 56. Size chiếc này là size XL. Và cái sản phẩm này của mình có một cái hình in rất là đẹp, rất là sắc nét ở giữa. Để cho các bác chúng ta coi kỹ một chút cái hình in của sản phẩm, in rất là đẹp luôn. Đó, bác nào mà thích những cái dòng sản phẩm sơ mi trắng thì có thể là lựa em này, cũng là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý này. Độ mới cao và chất liệu của mình cũng là chất cốt tông, mặc rất là thoải mái, form dáng suông rộng rãi này. Mã sản phẩm là A578. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo tông tối mỏng. Em này thì sẽ là một sản phẩm của nhà Uniqlo. Chiếc này thì sẽ là được gia công và sản xuất tại Việt Nam. Mã sản phẩm là A579, chiều dài là 67, ngang là 47 và vai là 41. Size của sản phẩm sẽ là size M. Bác nào mà thích những cái sản phẩm đơn giản của nhà Uniqlo thì có thể là lựa em này. Chất liệu của mình thì cũng vẫn là chất cốt tông, rất là mềm mịn, mặc cực kỳ mát luôn, và độ thấm hút mồ hôi rất là tốt. Mã sản phẩm là A579. Tiếp theo sẽ là một con áo tông màu trắng. Chiếc này thì sẽ là chất thể thao. Đây là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Champion. Mã sản phẩm là A580, chiều dài là 65, ngang là 51 và vai là 46. Size của sản phẩm là size L. Các bác từ 65 đến 70kg là có thể vừa vặn với em này. Những con áo màu trắng thì nó sẽ là những cái tông màu mà các bác có thể phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Và những cái sản phẩm màu trắng như này các bác mặc nó lại rất là trẻ này. Mã sản phẩm sẽ là A580, cho bác nào yêu thích cái dòng chất áo chất thể thao. Tiếp theo này, chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo tông màu ghi. Em này cũng là một sản phẩm của thương hiệu Uniqlo. Để cho các bác chúng ta coi tag mark này. Chiếc này cũng được gia công và sản xuất tại Việt Nam. Mã sản phẩm là A581, chiều dài là 69, ngang là 56 và vai là 54. Size của sản phẩm là size L. Em này là form oversize này, nên là các bác mặc lên nó sẽ rất là rộng rãi thoải mái. Về chất liệu thì sẽ là chất vải dày dặn. Quý chị chúng ta coi trên live thôi đã thấy cái form dáng nó lên rất là đẹp, rất là chuẩn chỉnh rồi. Mã A581 với độ mới rất là cao. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con áo dành cho bác nào mà thích những cái tông màu nổi bật một chút thì có thể lựa em này. Ở tông màu cam rất là tươi tắn trẻ trung. Các bác coi trên live như nào, màu sắc bên ngoài nó y hệt như vậy luôn. Ở đây sẽ là một sản phẩm của thương hiệu Vans. Mã sản phẩm là A582, chiều dài là 73, ngang là 48 và vai là 46. Size của sản phẩm này là size M. Thiết kế nó cũng rất là đơn giản. Đằng trước chúng ta có một vài các cái chi tiết này, còn đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn. Có chất liệu của mình cũng là chất cốt tông. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo tông màu xanh than. Em này cũng rất là đẹp này, một con áo rất là dễ sử dụng. Mã sản phẩm là A583, chiều dài là 73, ngang là 50 và vai là 44. Size của sản phẩm này là size L. Để các bác có thể là coi kỹ một chút các cái chi tiết được in, được dán ở bên trên ngực áo này. Một cái thiết kế rất là đẹp, còn mặt đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn luôn. Mã sản phẩm là A583, còn mọi thông số thì nhà sành Lucy đã ghi lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo tông màu xanh lá này. Cái tông màu này các bác mặc rất là nổi bật, rất là trẻ trung. Mã sản phẩm là A584, chiều dài là 73, ngang là 61 và vai là 66. Em này có size XL, quý chị chúng ta xung quanh từ 70 đến 75kg là có thể vừa vặn với em này rồi. Mặt đằng trước cũng có một cái thiết kế gọi là cái thiết kế dán ở bên trên. Để cho các bác có thể là coi gần lại một chút này, nó sẽ là cái kiểu dán lên chứ nó không phải là hình in đâu ạ. Đó, thiết kế rất là xịn, các bác cứ yên tâm
không bao giờ lo là bị bong bị chóc luôn. Còn mặt đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn. Chất liệu cái này thì là chất cốt tông dày dặn này, chất vải rất là dày nên là các bác cứ yên tâm. Mã A584. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo tông mỏng nổi bật cho quý chị chúng ta lựa chọn. Em này có mã là A585, chiều dài là 70, ngang là 47 và vai là 45. Size của sản phẩm này là size M. Form dáng con này thì sẽ là một sản phẩm có độ ôm nhẹ, mặc cái form dáng này thì nó sẽ khá là gọn gàng này. Đó, và mặt đằng sau cũng là thiết kế trơn. Mã sản phẩm là A585. Tiếp theo sẽ là một con áo tông màu đỏ. Và bác nào mà thích những cái tông màu nổi bật thật là rực rỡ thì có thể là lựa ngay hôm nay. Mã sản phẩm là A586, chiều dài là 82, ngang là 49 và vai là 52. Size của sản phẩm này cũng là size L luôn. Em này thì sẽ là một con form khá là rộng rãi thoải mái. Mặt đằng trước sẽ là thiết kế hình in, đằng sau là thiết kế trơn. Chất liệu của mình cũng là chất vải cốt tông và độ mới của em này thì rất là cao. Mã sản phẩm là A586. Tiếp theo mình cùng đến với một con áo phông trắng này. Em này thì thiết kế su trơn đơn giản, không có bất kỳ cái họa tiết gì ở bên trên áo cả. Mã sản phẩm là A587, chiều dài là 68, ngang là 44 và vai là 40. Size chiếc này là size S. Quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh từ 55 đến 60kg có thể vừa vặn với em này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo phông trắng luôn. Em này thì sẽ có một cái hình in ở trước ngực áo. Mã sản phẩm là A588, chiều dài là 64, ngang là 50 và vai là 44. Size của sản phẩm này thì sẽ là size M. Em này thì độ mới rất là cao này, chất liệu thì co giãn 4 chiều, chất cốt tông, các bác mặc rất là mát, rất là mềm mịn này. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này của thương hiệu Outdoor thì nhanh tay là chốt đơn với Sành Đồ Si. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo tông màu đen. Em này thì là một sản phẩm của Uniqlo, một thiết kế suông trơn đơn giản. Mã sản phẩm là A589, chiều dài là 65, ngang là 54 và vai là 53cm. Size chiếc này là size MO, các bác từ 60 đến 65kg là có thể vừa vặn với em này rồi. Chất liệu của sản phẩm là chất vải rất là dày dặn, các bác cứ yên tâm. Toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay nhà Sành Đồ Si đã tuyển chọn cũng như xử lý rất là kỹ càng. Quý chị chúng ta nhận hàng thì mình sẽ rất là ưng ý các cái sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay luôn. Em này sẽ có mã là A589, một con áo chính hãng của thương hiệu Uniqlo. Mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo này. Em này cũng là một con áo tông màu đen. Form của em này thì nó khá là rộng rãi này. Mã sản phẩm là A590, chiều dài là 73, ngang là 57 và vai là 51, size XL. Các bác chúng ta khoảng là từ 70 đến 75kg thì có thể là vừa vặn với em này. Một thiết kế của thương hiệu Columbia. Em này thì chất rất là dày dặn luôn và nó cũng là chất co giãn 4 chiều. Mã sản phẩm là A590. Mọi thông số thì quý chị có thể coi lại ở phía bên tay trái màn hình của mình. Tiếp theo sẽ là một con áo tông màu tím. Em này là một sản phẩm áo có họa tiết ở trước ngực, mặt phía trước của áo thì nó sẽ là một thiết kế hình in. Mã sản phẩm là A591, chiều dài là 70, ngang là 50 và vai là 49. Chiếc này có size L cho quý chị từ 65 đến 70kg có thể lựa chọn. Mà đằng sau là thiết kế trơn này, không có họa tiết trang trí gì cả. Chất liệu của sản phẩm này thì cũng là chất cốt tông. Mã sản phẩm của mình sẽ là A591. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con áo tông màu xanh cổ vịt. Đây là một sản phẩm của thương hiệu Uniqlo. Chiếc này thì được gia công và sản xuất tại Cambodia. Mã sản phẩm là A592, chiều dài là 67, ngang là 48 và vai là 45. Size chiếc này là size M. Quý chị khoảng là từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn em này. Hoặc là bình thường các bác vẫn mặc size M thì cứ thế size nào mình chọn size đấy thôi. Nó rất là dễ để các bác có thể là vừa vặn được với một con áo phông. Và cái sản phẩm này của mình thì chất liệu cũng là chất cốt tông này. Tiếp theo sẽ là một con áo tông màu đen. Em này là một con áo chất thể thao. Mã sản phẩm là A593, chiều dài sản phẩm là 68 và ngang thì sẽ là 50. Size sản phẩm này sẽ là size MO cho quý chị từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn. Bác nào mà thích những cái sản phẩm nó thiết kế tối giản thì cứ lựa cho mình những cái sản phẩm áo tông màu đen như này để chúng ta sử dụng. Thứ nhất là mình có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Thứ hai là đi đâu mình cũng có thể là sử dụng được những cái sản phẩm này. Em này thì sẽ là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Asics này, một thương hiệu thời trang thể thao của Nhật Bản. Mã A593. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này cũng là một con áo tông màu đen của Asics. Tuy nhiên thì cái sản phẩm này của mình sẽ có một cái thiết kế hình in ở bên trên ngực áo. Mã sản phẩm sẽ là A594, với chiều dài là 67, ngang là 53 và vai là 46. Size của sản phẩm sẽ là size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể lựa chọn em này. Toàn bộ cái phần chi tiết, các cái phần trang trí ở đây đều là hình in hết này. Các bạn có thể là coi qua một chút, kỹ hơn một chút các cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Còn về chất liệu thì quý chị yên tâm, chất vải thể thao dày dặn này, cái độ bền rất là cao. Các bạn có thể sử dụng vài năm được luôn, nó chất rất là đẹp.
Tiếp theo này, mình sẽ đến với một cái sản phẩm rất là xịn sò trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một con áo chính hãng của thương hiệu Crocodile, và đây là một cái thương hiệu thời trang nó rất là nổi tiếng của Trung Quốc này. Mã sản phẩm của mình là A595, chiều dài là 66, ngang là 50 và vai là 42. Chiếc này thì cũng là size M, các bác chúng ta có cân nặng xung quanh từ 60 đến 65kg là có thể vừa vặn với em này rồi. Tông màu của sản phẩm nó sẽ là cái tông màu xanh nước biển, nó là cái tông màu nhạt thôi, nghĩa là các bác rất là dễ để có thể phối hợp phối đồ chung với các cái sản phẩm này. Một quần áo rất là dễ mặc, dễ dùng này, màu sắc thì rất là đẹp, chất liệu thì khỏi phải bàn luôn, chất cốt tông dày dặn và có cái độ co giãn nhẹ. Mã A595. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo phông trắng. Em này là một sản phẩm của thương hiệu Champion, mã sản phẩm là A596, chiều dài là 69, ngang là 50 và vai là 45. Size của sản phẩm là size L cho quý chị từ 65 đến 70kg có thể lựa chọn. Mặt đằng trước đây sẽ là một cái phần họa tiết được in ở bên trên áo này, còn mặt đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn. Chất liệu của này là chất vải rất là mềm mịn thoáng mát. Tiếp theo sẽ là một con áo tông màu xanh lá. Cái tông màu này thì rất là nổi bật này, nó như là cái tông màu xanh neon. Em này thì sẽ là một sản phẩm của thương hiệu Adidas, mã sản phẩm là A597, chiều dài là 61, ngang là 48 và vai của em này nó sẽ là vai liền tay này. Chiếc này thì sẽ là size S, các bác xung quanh khoảng từ 55 đến 60kg có thể lựa chọn. Chất liệu là chất thể thao rất là mềm mịn thoáng mát này, và nó sẽ là chất không nhăn, không bay, không xù. Độ mới của em này thì cũng rất là cao luôn, nên là hy vọng các bác cũng không bỏ lỡ cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo chính hãng của thương hiệu Calvin Klein, mã sản phẩm là A598, với chiều dài là 61, ngang là 53 và vai là 44. Size của sản phẩm này là size SO cho quý chị có cân nặng từ 55 đến 60kg có thể là vừa vặn với em này. Cái sản phẩm này của mình thì đẹp nhất của nó sẽ là cái phần cổ áo này. Đây các bác có thể là coi qua một chút cái phần cổ áo của sản phẩm, còn chất liệu thì cũng là chất vải rất là đẹp này, độ mới cao. Tông màu ghi này cũng nằm trong top những cái tông màu được các bác chúng ta ưa chuộng và sử dụng rất là nhiều. Mã A598, một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Calvin Klein. Tiếp theo mình cùng đến với một con áo tông màu xanh lá đến từ thương hiệu Reebok. Em này có mã là A599, chiều dài là 66, ngang là 49 và size của sản phẩm sẽ là size M. Và bác nào thích những cái dòng áo chất thể thao thì có thể lựa chọn em này. Chất vải rất là đẹp luôn, không nhăn một tí nào, form suông rộng rãi này, và cái độ mới của sản phẩm thì lại rất là cao. Em này thì nó là một cái sản phẩm suông trơn đơn giản thôi, cũng không có quá nhiều là các cái họa tiết ở bên trên, nên đây cũng là một cái sản phẩm rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Mã A599. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo tông màu xanh dương. Em này là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Polo by Ralph Lauren. Đây là một cái thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng và lâu đời của Mỹ, chuyên về các cái dòng sản phẩm từ cận cao cấp đến cao cấp này. Trước ngực áo thì sẽ là một cái logo của thương hiệu được thêu ở bên trên. Mã sản phẩm là A600, chiều dài là 77, ngang là 56 và vai là 53. Em này có size 2XL. Với sản phẩm này thì các bác xung quanh khoảng 70-75kg là có thể vừa vặn với em này rồi. Chất liệu của mình thì nó sẽ là chất cốt tông rất là mềm mịn thoáng mát. Phần cổ áo là thiết kế cổ tim này, mặc lên nó rất là nhã nhặn lịch sự. Nhưng mà cái tông màu xanh này lại là cái tông màu rất là trẻ trung để cho quý chị chúng ta lựa chọn. Em này thì cũng rất là mới luôn, nên là các bác nào mà chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sản xuất. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo tông màu đen. Ở bên trên này chúng ta có một vài cái phần chữ in. Mã sản phẩm là A601, chiều dài là 70, ngang là 49 và vai là 46. Chiếc này có size L, các bác xung quanh khoảng 65kg thì các bác mặc em này sẽ rất là đẹp luôn. Nó là một con áo phông chất cốt tông, thiết kế tông màu đen thì nó là cái tông màu truyền thống rồi, bác nào cũng có thể sử dụng được, mà chúng ta sử dụng thì rất là dễ dàng luôn. Em này sẽ có mã là A601 này, độ mới rất là cao, và thông số thì quý chị có thể coi lại phía bên tay trái màn hình của mình. Tiếp theo sẽ là một con áo tông màu xanh than, cho bác nào yêu thích những cái tông tối màu thì có thể lựa chọn này. Em này là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Mizuno, cũng là một thương hiệu thời trang thể thao của Nhật Bản. Mã sản phẩm là A602, chiều dài là 76, ngang là 56 và vai là 50. Size chiếc này là size XL, cho các bác từ 70 đến 75kg là có thể vừa vặn với sản phẩm. Mặt đằng sau thiết kế trơn, đằng trước thì có một vài các cái chi tiết hình in ở bên trên. Tiếp theo này mình cùng đến với một con áo phông tông màu xanh dương. Em này có mã là A603, chiều dài là 67, ngang là 54 và vai là 46. Size của sản phẩm
phẩm cũng là size L luôn. Đây cũng là một sản phẩm của thương hiệu Mizuno, form suông rộng rãi, chất liệu thể thao, nó là cái chất vải lỗ này. Với sản phẩm này các bác có thể là mặc đi tập luyện thể dục thể thao được luôn, vì là cái chất vải này nó thông thoáng rất là tốt cho quý chị. Mã sản phẩm là A603, độ mới rất là cao. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo của nhà Mizuno, những cái sản phẩm áo chất thể thao này. Mã sản phẩm là A604, chiều dài là 65 và ngang là 54. Em này thì nó sẽ là tầm size L cho các bác chúng ta xung quanh 60-65kg, mặc em này sẽ rất là đẹp. Có mặt đằng sau, đằng trước, đằng sau đều có cái logo và tên của thương hiệu Mizuno được in ở bên trên. Còn tổng thể thì nó vẫn là một con áo tông màu đen, rất là dễ để các bác chúng ta phối đồ. Mình cùng đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, một em áo phông tông màu xanh than của thương hiệu New Balance. Mã sản phẩm là A605, chiều dài là 69, ngang là 52 và vai là 48. Chiếc này cũng là size L luôn. Với sản phẩm này thì các bác khoảng từ 65-70kg có thể lựa chọn. Mà đằng trước thì thiết kế rất là tối giản, có tên thương hiệu được in ở trên đôi quyển chị được thêu ở trước ngực áo này. Còn mặt đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái hình in cũng là logo, cách điệu này và tên của nhà New Balance. Mã sản phẩm là A605. Còn riêng với chất liệu, nhà Sành Đồ Si bao chất cho quyển chị chất vải cốt tông siêu dày dặn luôn, lên phong dáng chuẩn chỉnh mà cái độ bền của sản phẩm nó cũng rất là cao. Mã sản phẩm của em này là A605. Đây là sản phẩm cuối cùng kết thúc phiên live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay đến những giây phút cuối cùng. Và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ưng ý. Nhà Sành Đồ Si xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ nhà Sành Đồ Si bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà Sành Đồ Si ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý anh chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những phiên live tiếp theo.